ยิบโมยิบโมคัมคามอนะมันยิบโมคามอคำไหนเสียงไฮลัมคำไหนเสียงคำไหนเสียงไฮฮะยิบโมคามอคามอคามอโซลิดบาสเลยนะน่ะคามอบาสลุงไอคามอมาบาสลุงไอเนี่ยนั่นใจเวียงเวียงเวียงเราเห็นไหมละบาสเนี่ยมันเห็นไหมอ๋อให้บาสอ่ะ nhưng mà là dòng cam mo rất là hiếm cho nên là em không có xả ra chứ em xả ra là nó ra bát trong đây nè, ra solid bát trong đây nè. Con này là 1985 nha anh, đây cái nó là dòng cam mo cho nên nó phủ sơn tĩnh điện á, cho nên là nó khó thấy ruột lắm. Đây nè, đây nghiêng nghiêng về chắc là cô thấy ha. Đó, chắc là cô thấy ha. Coi là 1985 nha mấy anh, dòng camo 1985 bát nha. Dòng camo 1985 bát nha. Đó, dòng camo 1985 bát, tiếng con này rất là hay. Quẹt của em thì lựa khỏi chê ha. Quẹt của em thì lựa khỏi chê. Nó đã lắm. Nhìn tia lựa của nó thôi là biết rồi, không có cần phải châm xăng vô đâu, châm xăng vô nó dơ, tại vì em vệ sinh sạch sẽ rồi mấy anh thấy không? Nó vệ sinh rất là sạch, muốn sạch như vậy là vệ sinh rất là cực nha mấy anh. Đó, cho nên là em không có. Đây. Con này là dòng camo. 1985 camo 1985, nó xài ruột 86 này, nó lịch vài tháng gì đó. Kệ nó, bình thường ha, zin của nó là như vậy đó. Tại vì Jeep nó sản xuất dây chuyền rời. Đó, cho nên là nó lịch 1 năm là bình thường thôi nha anh. Đây. Đó. Cho anh soi, em quay chậm cho anh soi chứ gì hết trơn á. Khách quen của em thì dễ quá rồi, mấy anh mà quen em lâu thì dễ quá rồi, mấy anh chỉ cần thích mẫu mã, thích giá là mình chuyển khoản thôi, nhưng mà khách lạ là phải quay chậm cho anh coi này kia, soi này kia các kiểu. Bây giờ cho nên là quay chậm. Đó. Đây là dòng camo luôn nha mấy anh. Đó. Dòng camo ha. Bát nè, dòng bát nè, bát luôn, camo luôn ha. Đó. Đó, dòng camo luôn nha mấy anh. Giúp xưa ha. Mình thử đi tìm một con camo mà camo giúp nè. Camo này giúp thường thôi, không phải là giúp xưa, giá nó đã chắc ngắt rồi. Đừng nói là con này là con giúp xưa nữa nha.